bản tin tổng hợp sáng ngày 14 tháng 11. Tin tại Việt Nam, Phú Yên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy tử vong trên đường nghi do sụp ổ gà. Vụ bí thư huyện Cô Tô bị tố cưỡng hiếp nữ cán bộ, tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết sẽ không có vùng cấm. Bí thư thành phố Hồ Chí Minh, F0 đang tăng, thực tế nhiều hơn số liệu thống kê. Tin Thế giới, Campuchia nối lại chương trình bữa sáng miễn phí cho học sinh nghèo hàng chục nghìn sinh viên bị cách ly trong trường đại học ở Trung Quốc. Quan chức Trung Quốc bị khai trừ khỏi đảng vì liên quan đến tiền ảo. Úc, hàng nghìn người biểu tình phản đối quy định bắt buộc tiêm vaccine. Ô nhiễm không khí nghiêm trọng, New Delhi đóng cửa trường học cho làm việc tại nhà. Chuyên gia nghi ngờ sức mạnh chiến đấu của hàng không mẫu hạm thứ ba của Trung Quốc. Thủ tướng Úc, đừng bao giờ hy sinh các giá trị dân chủ khi đối mặt với sự ép buộc của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chuyên gia Trung Quốc nói, tàu ngầm hạt nhân Mỹ có thể đâm vào giàn khoan. Quý vị và các bạn đang theo dõi mục tin tổng hợp sáng ngày 14 tháng 11 trên các nền tảng của DKN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là những tin tức trong nước. Phú Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thị ủy tử vong trên đường nghi do sụp ổ gà. Kính thưa quý vị, khi di chuyển trên Quốc lộ 1, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thị ủy Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, nghi đi trúng ổ gà và tự gây tai nạn dẫn đến tử vong. Vào tối ngày 13 tháng 11, trao đổi với phóng viên báo dân trí, Thượng tá Trần Khắc Quang, trường Công an thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, ông Huỳnh Minh Phúc, sinh năm 1977, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thị ủy Đông Hòa điều khiển mô tô đi một mình lưu hành trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc Nam. Khi đến đoạn đường thuộc khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa thì tự gây tai nạn giao thông. Ông Phúc bị thương nặng, khi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên thì tử vong cùng ngày. Ông Quang cho biết, nhận định nguyên nhân tử vong ban đầu của cơ quan điều tra là ông Phúc đi trên đường bị sụp ổ gà, sau đó tự gây tai nạn dẫn đến bị thương, tử vong. Khám nghiệm phương tiện không có các vết chảy xước khi phương tiện khác va chạm và sự việc sụp ổ gà trên quốc lộ đoạn qua thị xã Đông Hòa dẫn đến tử vong không phải xuất hiện lần đầu ở địa phương này. Trước đó vào năm 2018, một người đàn ông sinh năm 1984, ngụ ở xã Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa cũng được khiển xe máy chạy từ nhà vào thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để làm việc. khi đang đi trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa, anh đã bị sụp ổ gà và tử vong tại chỗ. chuyển sang một diễn biến khác. Vụ bí thư huyện Cô Tô bị tố cưỡng hiếp nữ cán bộ, tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết sẽ không có vùng cấm. Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ bí thư huyện Cô Tô Lê Hùng Sơn bị tố cưỡng hiếp nữ cán bộ, trao đổi với báo Việt Nam Net, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Thành cho biết cơ quan này đã vào cuộc để kiểm tra. Ông Thành nói, quy định của đảng và pháp luật của nhà nước đều quy định rất rõ không có vùng cấm, trường hợp ngoại lệ trong xử lý vi phạm. Tin cũng cho biết, khách sạn Starlight thuộc huyện Cô Tô, nơi được cho là đã xảy ra vụ việc, đã phải đóng cửa, không đón khách. Phía gia đình làm đơn tố cáo ông Lê Hùng Sơn cưỡng hiếp nữ cán bộ cũng từ chối phản hồi thông tin của báo chí. Vào hôm 13 tháng 11, tỉnh ủy Quảng Ninh đã phân công hai cán bộ tạm thời điều hành hoạt động của huyện ủy vào ủy ban nhân dân huyện Cô Tô. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Bí thư thành phố Hồ Chí Minh, F0 đang tăng, thực tế nhiều hơn số liệu thống kê. Kính thưa quý vị, liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19, phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh hôm 13 tháng 11, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, dựa trên đánh giá tình hình dịch bệnh thời gian gần đây, số F0 trên địa bàn thành phố đang tăng và thực tế còn nhiều hơn cả số liệu đã thống kê. Theo ông Nên, dù đã phát hiện các ca dương tính qua tầm soát tại bệnh viện, xét nghiệm ngẫu nhiên, xét nghiệm trọng tâm, trọng điểm nhưng không thể nắm hết được mầm bệnh đang lưu hành trong cộng đồng. Bí thư thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, tỷ lệ F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ là trên 90%, riêng tỷ lệ bệnh nhân trở nặng và tử vong tăng nhẹ. Đặc biệt, số ca nhập viện cao hơn số ca xuất viện. Nếu tình trạng này cứ kéo dài là không ổn, do đó từng địa bàn cần tính toán lại con số này để phấn đấu điều chỉnh bằng hành động. Ông nên nhận định, tình hình F0 hiện tại tương tự như thời kỳ đầu thành phố thực hiện chỉ thị 10 vào cuối tháng 6 năm 2021, khá giống với tình trạng Singapore giai đoạn tháng 7 tháng 8 cũng như xu hướng diễn biến của dịch bệnh của thế giới hiện nay. Tức là, nhiều nước dù nền y tế tốt, tốc độ tiêm vaccine tốt, nhưng khi mở cửa, nới lỏng giãn cách, thì dịch bệnh lại bùng phát trở lại. Do đó, các địa phương cần lưu ý và nhìn lại để có tính toán hợp lý. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chuyển sang phần tin thế giới. Campuchia nối lại chương trình bữa sáng miễn phí cho học sinh nghèo. Kính thưa quý vị, vào ngày 13 tháng 11, Nhật báo Khmer Times dẫn nguồn tin từ cơ quan bảo trợ xã hội quốc gia Campuchia cho biết, sau khi chính phủ thông báo mở cửa trở lại các trường học, chương trình nuôi dạy tại chỗ dành cho học sinh thuộc các hộ gia đình nghèo và dễ bị tổn thương đã được Campuchia thực hiện trở lại. Theo đó, trên 270.000 học sinh thuộc 1.113 trường học trên khắp đất nước được cung cấp bữa sáng miễn phí tại trường học. Hiện nay, chính phủ Campuchia có thể cung cấp bữa sáng miễn phí hàng ngày cho trên 50.000 học sinh thuộc 205 trường học. Cùng với chương trình lương thực thế giới WFP hỗ trợ cung cấp bữa sáng miễn phí cho trên 220.000 học sinh thuộc 908 trường học trên cả nước Campuchia. Chính phủ Campuchia đã cho phép mở cửa trở lại tất cả các trường công lập và tư nhân trên cả nước bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 với điều kiện phải bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục diễn biến về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc hàng chục nghìn sinh viên bị cách ly tập trung trong trường đại học ở Trung Quốc. Kính thưa quý vị, hàng chục nghìn sinh viên đã bị cách ly tập trung trong khuôn viên trường học ở thành phố Đại Liên, miền Đông Bắc Trung Quốc, nơi đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh lớn nhất hiện nay. Theo tiết lộ của sinh viên với báo Duxi Quai Bao, hai trường đại học ở Trang Hà, Đại Liên đã đặt biện pháp hạn chế sau khi thành phố phát hiện ra các ca nhiễm virus corona mới vào ngày 4 tháng 11 các sinh viên sẽ tiếp tục học trực tuyến từ ký túc xá. Trung Quốc hiện đang phải vật lộn để kiềm chế đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng nhất sau đợt bùng phát ở thành phố Vũ Hán năm ngoái. Chính quyền đã báo cáo hơn 1.000 ca nhiễm, ít nhất 21 tỉnh thành được phát hiện có dịch. Trong đó, Đại Liên được xem là một điểm nóng. Thành phố này đã báo cáo 40 ca nhiễm, trong số 57 ca được ghi nhận trên toàn quốc vào ngày 13 tháng 11. Trong nỗ lực chặn đứng dịch bệnh lây lan, chính quyền thành phố cũng kêu gọi người dân không rời khỏi nhà và tạm dừng hoạt động tại những địa điểm công cộng được coi là không cần thiết. Chính quyền Trung Quốc cho đến nay vẫn kiên trì chiến lược Zero Covid với việc truy lùng mọi trường hợp nghi nhiễm, bất chấp khuyến cáo của các chuyên gia là chính sách này sẽ khiến nền kinh tế sụp đổ nếu kéo dài. Dữ liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm 12 tháng 11 cho biết, Trung Quốc đã tiêm được hơn 2,36 tỷ liều vaccine COVID-19, tương đương với 80% dân số. Chuyển sang một diễn biến khác. Quan chức Trung Quốc bị khai trừ đảng vì bảo kê đào tiền ảo. Kính thưa quý vị, quan chức Trung Quốc đã bị khai trừ khỏi đảng trong đó có vi phạm hỗ trợ đào tiền ảo. Vào ngày 13 tháng 11, hãng tin Tân Hoa xã cho biết, ông Tiêu Nghị, cựu phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc ở tỉnh Giang Tây đã bị cách chức và khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc CPC. Vì nhiều vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, CPC và pháp luật. Một cuộc điều tra của Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương CPC đã phát hiện ông Tiêu lạm dụng quyền lực của mình để giới thiệu và hỗ trợ các doanh nghiệp đào tiền ảo, đi ngược lại các chính sách của Trung Quốc. Ông Tiêu cũng bị phát hiện có các hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng, gồm vay mượn tiền để khởi động các dự án và công trình, nhận hối lộ, tham gia hoạt động kiếm lời phi pháp, can thiệp vào hoạt động tư pháp, dùng quyền lực để đổi lấy tiền bạc và tình dục. Chính quyền Trung Quốc đang thắt chặt các quy định về giao dịch, đầu cơ và đào tiền ảo. Nước này đã cấm giao dịch tiền ảo trên toàn quốc, sau đó lại quảng bá rầm rộ đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Vào tuần này, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết các hoạt động đào tiền ảo cần được dẹp sạch. Đồng thời, các hoạt động đào tiền ảo liên quan đến các đơn vị nhà nước cần được điều tra và trừng phạt nghiêm khắc. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Úc, nhiều người biểu tình phản đối bắt buộc tiêm vaccine. Kính thưa quý vị, hôm 13 tháng 11, hàng nghìn người biểu tình đã tập trung tại thành phố Melbourne, bang Victoria của Úc để phản đối các quy định bắt buộc tiêm vaccine COVID-19. Reuters dẫn tin từ truyền thông địa phương cho biết, cuộc biểu tình đã diễn ra trong ôn hòa, không có báo cáo về các hành vi gây rối hay ghi nhận trường hợp nào bị bắt giữ. Một số ít thì so sánh chính quyền bang với Đức Quốc xã và kêu gọi chống lại các chính trị gia. Greg Kelly, Cựu thành viên Đảng Tự do trong Quốc hội và hiện là lãnh đạo Đảng thống nhất Australia nói với những người biểu tình rằng chúng ta đang bị điều hành bởi những quan chức y tế điên rồ. nước Úc đã chứng kiến các cuộc biểu tình phản đối việc bắt buộc tiêm chủng diễn ra một cách thường xuyên trong những tháng gần đây, mặc dù chỉ được tổ chức với quy mô nhỏ. Victoria là bang đông dân thứ hai của nước Úc với khoảng 6 triệu người, có tỷ lệ tiêm chủng đạt tới 87% và đã phải trải qua 6 đợt phong tỏa do COVID-19 trong gần 9 tháng. Bang này đã ghi nhận thêm 1.221 trường hợp mắc COVID-19 mới và 4 ca tử vong vào ngày 13 tháng 11. Tại Úc, 83% người từ 16 tuổi trở lên đã tiêm vaccine COVID đầy đủ. Chính phủ cho biết việc tiêm chủng là tự nguyện. Tuy nhiên, các bang và vùng lãnh thổ đã bắt buộc người dân phải tiêm vaccine, coi đây là một điều kiện để làm việc trong nhiều ngành nghề. Đồng thời cấm những người chưa tiêm tham gia các hoạt động nơi công cộng như ăn uống và xem hòa nhạc. Chuyển sang một diễn biến khác. New Delhi đóng cửa trường học, cho làm việc tại nhà vì khói mù độc. Theo đó, để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở thủ đô của Ấn Độ, thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal hôm ngày 13 tháng 11 đã tuyên bố phong tỏa ô nhiễm. Theo đó, các trường học sẽ phải đóng cửa một tuần từ thứ hai tới, các lớp học sẽ được chuyển thành học trực tuyến để sinh viên không phải hít thở bầu không khí ô nhiễm. Mọi hoạt động xây dựng ở thủ đô phải ngừng lại từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11. Các nhân viên văn phòng chính phủ được yêu cầu làm việc tại nhà 100% trong vòng một tuần. Trong khi đó, các văn phòng tư nhân sẽ đưa ra khuyến cáo về việc chọn làm ở nhà càng nhiều càng tốt. Chất lượng không khí tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã giảm xuống mức nghiêm trọng. Ủy ban kiểm soát ô nhiễm trung ương cho biết, chỉ số chất lượng không khí AQI tổng thể ở New Delhi là 427. Theo các cơ quan chính phủ Ấn Độ, AQI từ 0 đến 50 được coi là tốt, từ 51 đến 100 là đạt yêu cầu, từ 101 đến 200 là trung bình, 201 đến 300 là kém, từ 301 đến 400 rất kém, và từ 401 đến 500 được đánh dấu là nghiêm trọng, nguy hiểm. Trước đó, tránh án Tòa án Tối cao Ấn Độ Ramana nói rằng ô nhiễm không khí tại New Delhi rất trầm trọng, và người dân thậm chí còn phải đeo khẩu trang khi ở trong nhà. Tiếp tục thông tin về nội tình Trung Quốc Sức mạnh chiến đấu của hàng không mẫu hạm thứ ba của Trung Quốc bị nghi ngờ Kính thưa quý vị, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ gần đây đã phân tích các hình ảnh vệ tinh và chỉ ra rằng Trung Quốc sắp đóng xong hàng không mẫu hạm Type 003, dự kiến sẽ ra mắt trong 3-6 tháng tới, trở thành chiếc thứ ba sau chiếc Liêu Ninh và Sơn Đông Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng Trung Quốc phải mất nhiều thời gian nếu muốn có được năng lực chiến đấu so với Hoa Kỳ. Theo báo cáo thường niên Hiện đại hóa Hải quân Trung Quốc, tác động đến năng lực của Hải quân Hoa Kỳ do Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Hoa Kỳ công bố vào ngày 27 tháng 1. Hàng không mẫu hạ mới 003 mà Trung Quốc đang đóng ước tính có lượng tròn nước khoảng 80.000 tấn, nhưng hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy lượng tròn nước đạt 100.000 tấn. Tờ Naver News kết luận, chiếc 003 của Trung Quốc nhiều khả năng sẽ sử dụng máy phóng điện tử tương tự như hàng không mẫu hạm lớp Ford của Mỹ. Về vấn đề này, nhà bình luận quân sự và truyền thông kỳ cựu của Đài Loan Nhạc Nghĩa cho biết trong một cuộc phỏng vấn với thời báo Epoch Times vào ngày 11 tháng 11 rằng nếu chiếc 003 được nâng cấp từ máy phóng hơi nước lên máy phóng điện tử, đó sẽ là một bước tiến nhảy vọt. Nhưng cho đến nay, chưa có xác nhận chính thức. Vị chuyên gia này lưu ý, Trung Quốc đã công bố một báo cáo quân sự cách đây vài ngày, nhưng trong đó không hề đề cập đến việc hàng không mẫu hạm 003 áp dụng phóng điện tử hay phóng hơi nước. Mặc dù Bắc Kinh đang thử nghiệm cả phóng hơi nước và phóng điện tử, nhưng vẫn chưa có xác nhận cuối cùng về việc công nghệ nào sẽ được sử dụng trên chiếc 003. Ông cũng đặt câu hỏi rằng hàng không mẫu hạm của Mỹ sử dụng máy phóng điện tử vì nó chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong khi tàu của Trung Quốc là tàu bằng năng lượng thông thường. Vậy lấy gì nó có thể phóng điện tử? Mặc dù có thông tin Trung Quốc có một hệ thống động cơ điện hoàn toàn mới, nhưng nó vẫn còn phải xem xét. Phải mất một thời gian dài mới có được khả năng chiến đấu của hàng không mẫu hạm. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, DOD trước đây đã đánh giá rằng hàng không mẫu hạm Trung Quốc 003 sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2023, nhưng đánh giá mới nhất của DOD chỉ ra rằng nó sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2024. CSIS cho biết sẽ mất vài năm để 003 phục vụ trong hải quân và đạt được khả năng chiến đấu. Dư Tông Cơ, nguyên chủ nhiệm trường khoa học chính trị và chiến tranh thuộc trường Đại học Quốc phòng Đài Loan chỉ ra rằng Trung Quốc sẽ mất nhiều thời gian để vận hành thành thạo chiếc hàng không mẫu hạm mới này. Chuyên gia này cho rằng Hoa Kỳ đã có gần 100 năm kinh nghiệm trong các hoạt động tác chiến hàng không mẫu hạm kể từ Thế chiến thứ nhất và Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ mới bắt đầu. Ngay cả đối với một lực lượng quân sự như Hoa Kỳ sẽ phải mất gần 10 năm để khởi động và đạt đến trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn thành việc đóng 003, phần tiếp theo mới là vấn đề thật sự. Ông cũng dự đoán rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ mất nhiều thời gian hơn Hoa Kỳ về việc áp dụng toàn bộ chiến thuật hoặc đạt được các kỹ năng tác chiến. Số lượng và hiệu quả chiến đấu của các hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ và đồng minh vượt xa cả Trung Quốc. Chuyên gia quân sự của Trung Quốc, Trương Triệu Trung cũng dự đoán vào năm 2018 rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ có 3 và 6 hàng không mẫu hạm trong vòng 20 năm tới. Về vấn đề này, chuyên gia Dư Tông Cơ chỉ ra, ngoài 11 nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm hiện tại hoặc các thiết giáp hạm khác của Hoa Kỳ, hãy nhìn vào số lượng và quy mô so với tàu của Trung Quốc, có thể thấy rằng sức chiến đấu hiện có của quân đội Mỹ sẽ đè bẹp Trung Quốc. Ngoài Mỹ, chuyên gia này cho biết, hai tàu khu trục Izumo và Kaga của Nhật Bản đã được nâng cấp thành hàng không mẫu hạm cộng với hàng không mẫu hạm của Anh và Pháp. Và tương lai là Ấn Độ. Có thể thấy, số lượng hàng không mẫu hạm và hiệu quả của Mỹ và đồng minh đã vượt xa Đảng Cộng sản Trung Quốc rất nhiều. Ông cũng nhấn mạnh, mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục tăng tốc phát triển quân sự, nhưng điều này chỉ có thể phản tác dụng. Vì Hoa Kỳ và tất cả các nước đồng minh đều sẽ đầu tư nhiều nguồn lực hơn nữa để kiềm chế sự bành trướng của quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chuyển sang một diễn biến khác, Thủ tướng Úc Đừng bao giờ hy sinh các giá trị dân chủ khi đối mặt với sự ép buộc của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã nói rằng, ngay cả khi đối mặt với sự cưỡng bức kinh tế của Trung Quốc, ông sẽ không bao giờ nhân nhượng các giá trị dân chủ đã duy trì cách sống của nước Úc. Trong bài phát biểu trước giới truyền thông ở Melbourne vào hôm thứ Sáu ngày 12 tháng 11, ông Morrison nhấn mạnh rằng Úc sẽ phản đối hành vi ép buộc thương mại và bắt nạt thương mại. Vào tháng 4 năm ngoái, sau khi Thủ tướng Úc kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của đại dịch COVID-19, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu trả đũa thông qua việc áp đặt mức thuế cao đối với xuất khẩu lúa mạch và rượu vang của Úc, đồng thời áp đặt các rào cản nhập khẩu đối với các sản phẩm khác bao gồm gỗ, tôm hùm và than đá. Vào tháng 11 năm 2021, Đại sứ quán Trung Quốc đã tiết lộ cho giới truyền thông Australia 14 danh sách về sự không hài lòng với chính phủ Australia bao gồm việc hủy bỏ thỏa thuận vành đai và con đường của bang Victoria, điều tra độc lập về nguồn gốc COVID-19, cấm Huawei tham gia vào mạng 5G, giới thiệu luật chống can thiệp từ nước ngoài, vân vân. Trong bài phát biểu của mình vào hôm thứ Sáu, ông Morrison đã bác bỏ danh sách những bất mãn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói rằng nó làm suy yếu quyền tự do dân chủ của nước Úc. Ông tuyên bố, tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp về những vấn đề này. Những gì tôi biết là chìa khóa của sự tự do và cởi mở ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương nằm ở việc hợp tác với các đối tác cùng chí hướng của chúng tôi. Thủ tướng Morrison cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các quan hệ đối tác quốc tế quan trọng như Hiệp ước Anjos với Mỹ và New Zealand, Hiệp ước ASEAN, Bộ Tứ với Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ và Liên minh với Anh Mỹ mới thành lập AUKUS. Chuyển sang một diễn biến khác, chuyên gia Trung Quốc nói tàu ngầm hạt nhân Mỹ có thể đâm phải giàn khoan. Kính thưa quý vị, Chuyên gia Trung Quốc đặt giả thuyết, tàu ngầm Mỹ USS Connecticut đã va chạm với một dàn khoan dầu đã ngừng sử dụng ở Biển Đông dẫn đến hư hại. Theo đó, Chi Gou Kang, cựu giảng viên cấp cao tại Học viện Tàu ngầm Hải quân thuộc quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận định Biển Đông có nhiều dàn khoan dầu đã ngừng sử dụng. Ông đặt giả thuyết, tàu ngầm Mỹ USS Connecticut đã gặp tai nạn vào tháng trước vì va chạm với một trong những cấu trúc ngầm nhân tạo này. Biết trên tạp chí Thương thuyền và Chiến thuyền, chuyên gia này lập luận có một số giàn khoan dầu được bỏ lại trên biển Đông sau khi bên khai thác ngừng sử dụng. Những cấu trúc này nằm dưới mặt biển khoảng 80 đến 100 m. Ông Chi đánh giá, nếu những công ty khai thác không báo cáo kịp thời hoặc hải đồ của hải quân Mỹ chưa đánh dấu và cập nhật đầy đủ, những giàn khoan đó sẽ trở thành chướng ngại vật ngầm nguy hiểm. Theo ông Chi, đa trường hợp tàu USS Connecticut đâm trực diện vào một giàn khoan bỏ hoang ở độ sâu từ 80 đến 100 m và hỏng hệ thống thủy âm, kiếp lái phải đưa tàu nổi lên mặt biển do không thể định hướng bình thường. Chuyên gia tàu ngầm Trung Quốc không loại trừ khả năng tàu ngầm Mỹ gặp lưới đánh cá kích thước rất lớn hoặc một số vật thể khác. Môi trường trong lòng biển Đông vô cùng phức tạp, một chút sơ sẩy thiếu phối hợp có thể dẫn đến va chạm. Tàu ngầm USS Connecticut đã gặp tai nạn trên hải phận quốc tế ở biển Đông vào ngày 2 tháng 10 sau khi va chạm với một cấu trúc dưới lòng biển. Hải quân Mỹ đã xác nhận 11 thủy thủ bị thương, 3 sĩ quan trên tàu, trong đó có hạm trưởng đã bị đình chỉ công tác. Ảnh vệ tinh do hãng Planet Labs chụp ngày 20 tháng 10 cho thấy USS Connecticut neo đậu tại cảng ở Guam với phần mũi tàu dường như đã được tháo bỏ và hệ thống định vị thủy âm của USS Connecticut đang ngâm dưới nước biển. Phát ngôn viên hạm đội 7 Hải quân Mỹ Hayley Sims ngày 1 tháng 11 đã khẳng định USS Connecticut đâm vào một dãy núi ngầm chưa được khảo sát và không nằm trên hải đồ. Lò phản ứng hạt nhân và không gian bên trong tàu ngầm Connecticut hoạt động đủ công năng và không bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố không hài lòng với kết luận điều tra của Hải quân Mỹ, yêu cầu Washington cung cấp thêm thông tin. Vụ va chạm có thể gây thiệt hại kinh tế rất lớn và ảnh hưởng tới năng lực tác chiến của Hải quân Mỹ, do USS Connecticut là một trong ba tàu ngầm thuộc lớp Sea loại tàu ngầm tấn công đắt nhất thế giới, với chi phí ước tính tới 8,5 tỷ đô la một chiếc. Lần gần nhất, tàu ngầm Mỹ gặp sự cố nghiêm trọng khi lặn, xảy ra vào năm 2005. Khi đó, tàu ngầm USS San Francisco đang di chuyển ở vận tốc tối đa gần Guam thì bất ngờ đâm vào núi ngầm, khiến một thủy thủ thiệt mạng. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp sáng ngày 14 tháng 11 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe xin kính chào và hẹn gặp lại